Và chúng ta đến với trận tiếp theo, chung kết trong giải đấu thứ 6. Katha và Bơ. Quên mấy con gì? Qua nhìn kiếm nhìn mấy cái quân gì không? Pan Pan à? Phải Pan Pan không? Vâng, thấy có một bạn comment trong chat bảo là Pan Pan. Vâng, thấy bảo hai Pan. Ủa, vâng, anh không biết anh em tự ưng ở đâu ra xuất hiện rất đông và hung hãn. Vâng, ok, thì hai Pan. Từ lúc nãy thì nói thật các bạn, nếu bạn ở bệnh viện mà cảm giác không có khán giả nghe nó cũng rất là buồn. Nhưng vừa rồi thì mình cũng tạm nghỉ, ngày mai anh 7C cơ mà. Chúng ta còn một trận đấu nữa. Hiện tại trận đấu các bạn theo dõi là trận đấu chung kết ở trong trận đấu thứ 5. À, trận đấu thứ 6, chung kết trong thứ 6. Quân họ trận này là đẹp hơn. Với hai Pan sẽ có bên mình là một Pơ và một Katha. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì cái map 2 Pan là cái map là thường không được đời lắm. Được phải không? Thường thường không được đời đâu. Vâng, còn lâu. Vâng, kèo này còn 7C cơ mà. Đã là cái gì sao bên kia? Không biết bên kia kèo bên kia là bên nào thắng. Bên nào thắng? Vâng, có bạn nào xem từ kèo bên kia sang không? Không biết là bên kia là bên nào thắng, không biết. Hồng Anh Gunny hay là Vên Lớp và Hồng Anh Gunny thắng hay là Vên Lớp và BB thắng. Ngày nay thấy BB khỏe lắm. Vâng, thế như vậy là đánh 7C cả. Vâng, bên kia xong C7 rồi, bên này vẫn chưa xong C6. Vâng, chứ thôi cả bên này đánh rất lâu. Cái đấy toàn 3 đều thôi. À, toàn 2 đều rồi, xong lại chung kết chung kèo. Các kiểu con là điều. Đánh nhanh thôi, về toàn cơm khổ. Đánh rất lâu nhưng cũng lại cũng đưa nhau vào chung kết. 1C2, C3, C4, C5, C có trận chung kết. Vâng, đánh 6C có 5C có trận chung kết. Đáng lòng. Ngày hôm nay không có tỷ số 3-2. Vâng, toàn 3 đều thôi. Không có tỷ số 3-1, toàn 3-2 thôi. 3-2 và 3-0 cũng có C duyết 3-0. Vâng, xong lại toàn 3 đều. Toàn 2 đều xong rồi 3-2. Và đây là bài của thôi đến với trận này thôi. Kết thúc nhanh rồi đến với C7 nào, sẽ đấu cuối cùng. Ở trận này thì Pơ sẽ là một vòng kích rất sớm, 7-37. Tin rồi, Pơ kích như thế này thì cũng bình thường thôi, đàn hiệu 7 còn tuyệt vời. Máy của Chipboy. Chipboy cũng kích đời rồi, nhưng cũng hai chém trận này, cũng kích đời sớm vòng đầu 7. Mà còn thiếu một chút đoàn nữa dành cho Chipboy, một tí đoàn nữa thôi. Một tí đoàn nữa dành cho Chipboy thôi, đây là nó 1. Vâng, xem nó 1 trận này chém như thế nào. Vâng, thấy bảo bạn, thấy có bạn bảo là bên kia xong lâu rồi cơ. Bằng lô 32 ngày mai mình nhớ không có lô 32 thì phải. Em mình đánh 2332. 23 không có, 32 cũng không. Đắc lòng. Đánh lại con ngày hôm qua 13-31 thì phải ngon không? Hôm nay đang định bán nhà đi đánh con đề 38 mà lại quên mất. Mày bình luận cho tất cả mọi người. Đen. Vâng, trận này thì nó một kích đời rất sớm và anh đời ở cuối 9. 7 con nữa rồi thôi. Quyết đầu trọng điểm số rất cao.
không biết soi tham, biết chỉ số dò dùng như thế nào. Vâng, quýt đầu chọc. Vâng, như vậy là gặp quýt đầu chọc. Quýt đầu chọc đánh chém trận này. Vậy rồi, pan đánh chém cũng có dò. Ôi, quýt lên đời sớm phết đấy, không phải muộn đâu. Tôi bơm chạm gỗ để sinh L2. Mà quýt chọc có vài cái ruộng tại nhà chính. Vâng, họ phải e. Vâng, vẫn thoát được con ngựa giò, thậm chí nó ăn được con nông dân. Vâng, đứng giò ở đây không. Vâng, kết đi. Quýt đời sớm hơn à. Bịp quá. Vâng, quýt lên đời sớm hơn game thủ No 1. Mặc dù No 1 cầm pơ, quýt đi cầm pan, nhưng mà quýt lên đời sớm hơn No 1. Rất khủng khiếp. Một trận lên đời cực phố của một game thủ đến từ clan vâng Hà Nội. Bây giờ thì chưa chém được gì, mà họ vẫn chưa chém được gì No 1 cả. Mà cẩn thận, họ dò ra bãi quả rồi nhưng mà họ không chém đấy. Vâng, mất con ngựa dò. Vâng, No 1 đang 2L vắt đều. Đây là chip boy. Vâng, chip boy 21 dường như bị dò chọc. Vâng, bị lạc đà chọc, bị con ngựa dò của pan bên kia chọc. Như vậy là bài pan của game thủ màu 4, game thủ mèo mèo lên đời muộn. Trong khi đó thì bài pan của cà phê lên đời là siêu sớm. Nhưng mà trận này đừng biết là như thế nào, bằng khả năng hở rồi. Không, không, vẫn hở. Tốt, vẫn ăn được 3 con rồng luôn là vụ chính của game thủ cầm pan. Có phù nhưng mà khả năng là không được. Không, mất một con lạc đà. Nhưng mà bài pan lại yếu thôi, bài pan chỉ thủ phù thôi. Chó lạc đà đang cực đông dành cho nó một. Có đi luôn không? Vậy là sẽ đi luôn. Không, sang bên kia chém. Tôi nghĩ sang bên kia chém bằng định chém chuẩn xác. Bởi vì các bạn biết rồi, bài của ông mùa 4 mèo mèo lên đời siêu muộn. Ăn thêm bãi quả nữa cho nó khỏe. Không biết thằng cặp quýt có dần ăn hoang không, không biết. Vâng, đang dắt khoảng tầm 10 con lạc đà sang bên pin kia. Vâng, thủ phù đến từ cái thủ mèo. Ở không. Vâng, đây là bài pan. Vâng, đây rồi. Chém quanh ruộng này. Vâng, lạc đà của quýt là lạc đà công giáp. Và đây là có rất nhiều dân và có một lạc đà thủ. Vâng, cũng hoành ruộng dành cho mèo. Thằng là ba xịch. Vâng, pan quyết tâm chém cái chém bãi quả này nhưng mà không thành công. Một tên mà mèo phủ khá đỏ. Đây đứng bảo kê nhà cửa thôi, tham lai vẫn đang tươi. Chip boy, vâng, tham 22. Ô, bên mình đang đè này. Vâng, No 1 tham 31. Vâng, quay trở lại chém pan. Rất nhiều phù của thủ cầm pan. Thôi xong rồi. Tên này càng oảng mất đám dân ăn hoàng. Vâng, cái gì đấy? Bộ chủ chữ bẫy xe lại mất 3 dần nữa, mắt máy. Vâng, lại có phù. Trận này pan đánh rất rất nhiều phù và hình như họ lọt hốc này. Lọt. Lọt hốc không? Còn như vậy là một cái phế rồi. Còn một công chúa từ hướng đấy. Tham lai còn 25. Và pan đánh bài châu phù rất hiệu quả. Vàng còn nguyên. Nhưng mà thế trận bên họ đang là dễ đánh hơn. Vực chi bòi tham 26 bắt đầu khỏe dần ra. Ra ruộng tại nhà chính. Mô 1 thì thủ phù thôi. Mô 1 thì khỏe hơn. Mô 1 bây giờ thì hiện tại có lẽ là mô 1 khỏe hơn. Nhưng mà 4 lại yếu hơn chip boy. Thế trận vẫn chưa biết đâu một lần. Lạc đà vẫn còn rất đông nhưng mà không dám vào. Bởi vì họ là quá nhiều phù. Bên mình thì không có QR. Vâng, lá là còn phù nữa này. Còn bãi gỗ hở lại hở. Hở không. Vâng, bãi cũng chưa hở. Còn ba mấy gỗ cơ. Một cái P. Vậy lượng vàng nhiều đóng P cũng được. Vâng, cũng xây phù. Vâng, làm bằng P ra. Quýt đừng biết đang làm cái gì rồi. Nãy giờ không thấy Quýt đánh No 1 cũng chả thể đánh chip boy. Đây là chip boy, vâng, tham 27. Rất nhiều phù thủy tại nhà của mình. Nhưng hãy nhớ rằng bên phía kia có pan. Pan là đơn vị quân, có bánh xe và có những con cung đờ. Tham 27, tham No 1 bắt đầu bị yếu dần. Vâng, rất nhiều phù thủy đến từ cái thủ gặp pan. Vâng, cả hai người đều đánh chạy phù bằng châu phù trận này. 27 và bây giờ thì No 1 phải đỡ nhà bằng cách nào đây? Đỡ nhà dành No 1 có vẻ là hơi khó, lạc đà pan đang đông.
Vâng, Ken được gỗ vào không? Vâng, lại có phù đẩy lên. Rất khó chịu. Quá khó chịu thì đúng hơn. Vâng, một việc có phù nhưng mà làm thế nào để giết chết được ông cầm pan của một thầy Úi Trời, xem cái dạng gì nữa đấy. Vâng, có nhà Y đóng dạng được. À, nhưng mà không có Y. Không ai có mang phù ra đây phù không? Chi Boy, Chi Boy mang phù ra đây không? À, như vậy có phù đây rồi, như vậy lạc đà không cộng được. Còn con cù đỏ để có thể bắn phù. Được, hai con, ba con. Không được con nào, đáng lòng. Vâng, Tham vẫn đang cần, bên mình vẫn đang nhỉnh hơn, nhưng bên họ là Tham Pan. Tham Pan, Tham rất ít dân rồi, chủ yếu là quân. Cù đỏ đang đi để có thể bắn phù. Tôi bảo rồi, đánh với lâu về dài mình vẫn lợi thế hơn. Bởi vì đơn giản là bên mình là hai quân thuần chém, với họ thủ châu phù gió chuyển không rõ và có thể dùng rất nhiều bài đánh để khắc chế lại. Và Tham bắt đầu đè xuống. Nhiều năng sẽ có một chiến thắng dành ở bên phía của đối phương. Đó, như vậy là 3-2 dành cho Liên Quân. Vâng, quân thì khó và bên họ dễ đánh hơn thủ châu phù. Vâng, 3-2 trong trận đấu thứ 6 dành cho Liên Quân và tỷ số VC được rút ngắn xuống còn 4-2. Chúng ta đến với trận đấu cuối cùng, trận đấu thứ 7.